Mỹ nhân Trung Quốc đến Việt Nam chỉ để trả lời câu hỏi 1.000 tệ sống được mấy ngày ở Việt Nam và cái kết bất ngờ. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng biết người dân Trung Quốc hiếm khi được tiếp cận với những thông tin chính thống, nên họ dễ bị dẫn dắt bởi những lời đồn thổi vô căn cứ về thế giới bên ngoài. Và đương nhiên, Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Một trong những lời đồn thổi vô căn cứ đó là Việt Nam rất nghèo nàn lạc hậu, chỉ cần chút ít tiền nhân dân tệ có thể qua Việt Nam làm triệu phú. Mới đây, để kiểm chứng xem tin đồn ấy có đúng là sự thật hay không, một mỹ nhân Trung Quốc đã quyết tâm sang Việt Nam trải nghiệm thử thách với 1.000 tệ có thể sinh sống ở Việt Nam bao lâu. Vậy các bạn có tò mò liệu nữ blogger sẽ trải nghiệm những gì ở Việt Nam và với 1.000 tệ cô có thể sống sót trong bao lâu không? Mời các bạn cùng theo dõi hành trình của cô nàng trong video ngay sau đây nhé! Mỹ nhân mà mình nhắc ở trên có tên là Tiểu Mỹ, sở hữu hơn 640.000 lượt người theo dõi trên mạng xã hội Douyin vì tin lời cư dân mạng cứ cầm tiền lẻ qua Việt Nam có thể thành triệu phú. Tin đồn này nóng hổi tới nỗi mà cô nàng đã nhanh chóng ghé thăm Việt Nam để kiểm chứng đúng sai ra sao. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Tiểu Mỹ ghé thăm Việt Nam. Cô còn hí hửng khẳng định rằng, cầm 1.000 tệ trên tay, tôi đã trở thành triệu phú tại Việt Nam. Mà cho các bạn chưa biết thì 1.000 tệ chung đổi qua tiền Việt chỉ khoảng chưa đầy 3,5 triệu thôi. Ái chà chà, có phải là cô nàng đã quá tự tin rồi không nhỉ? Đầu tiên, cô nàng công khai đã mua sim truy cập mạng ở Việt Nam với giá 200.000 tiền Việt. Sau đó, cô nàng dẫn khán giả đi ăn bún và order một ly nước, tổng thiệt hại hết 90.000. Sau khi trải nghiệm một tour ăn uống tại Việt Nam, cô nàng luôn miệng so sánh đồ ăn ở Trung Quốc và tỷ giá bên Việt. Có thứ xem, có thứ ở Việt Nam có chi phí cao hơn hẳn. Sương chỉ với 1-2 tiếng đồng hồ trải nghiệm những bữa ăn bình dị ở Việt Nam mà cô nàng đã tiêu tốn gần 84 nhân dân tệ. Chưa kể đến trải nghiệm các dịch vụ, hoạt động trải nghiệm đắt đỏ hơn, hay chưa tính luôn cả chi phí lưu trú, thì đây có thể coi là một chi phí sinh hoạt khá cao ở một số tỉnh ở Trung Quốc. Cô phải bẽ bàng thừa nhận, những tin đồn thất thiệt bên Trung quá tai hại đối với người dân Trung Quốc. Không thể cầm 1.000 tệ có thể qua Việt Nam để trở thành triệu phú và sống sung sướng cả đời được. Tôi e rằng với 1.000 tệ này, tôi chỉ có thể ở Việt Nam 3-4 ngày mà thôi. Với một video chỉ hơn 5 phút một tẹo, trải nghiệm sống như phú bà tại Việt Nam của Tiểu Mỹ mà có thể thu hút hơn 11.000 lượt tim, cùng gần 2.000 lượt bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng xứ Trung, cư dân mạng xứ Trung chia phe tranh luận trái chiều. Nhiều người vẫn luôn tin Việt Nam nghèo lắm, đói lắm. Và dù có coi những video trải nghiệm của nhiều blogger người Trung, vẫn một mực phủ nhận mức sống ở Việt Nam giờ đây đã khác. Nhiều người Trung đã từng có dịp thăm thú Việt Nam thì phải gật gù công nhận chi phí sinh hoạt, du lịch ở Việt Nam khá cao. Nhiều người có kinh nghiệm dày dặn hơn thì lại mách cho cách du lịch Việt Nam giá phải chăng. Thôi, không nói rong dài, mời mọi người cùng lướt bình luận xem netizen xứ Trung đã và đang bàn luận những gì nhé. Trên thực tế, người Trung Quốc nói dối người Trung Quốc ở nước ngoài, tự dân ta dẫn dắt dân ta trong những thông tin sai lệch, làm cho cười cho thiên hạ. Tôi ở Nha Trang một tuần, Nha Trang vẫn khá tốt, giá cả ở mức trung bình. Đừng đến cửa hàng miễn thuế mua thuốc lá, rất nhiều thuốc lá hết hạn. Người dân ở đây không uống nước nóng mỗi ngày, để uống trà thảo dược không phải là rất phong tục. Sống trong một khách sạn mỗi ngày để đặt đầu giường là khoảng 3 nhân dân tệ. Nhưng nếu bạn cho anh ta một người phục vụ 10 nhân dân tệ, có thể bay vui vẻ. Nếu bạn muốn trở thành triệu phú một cách dễ dàng, bạn có thể đến Việt Nam để biến nó thành hiện thực. Nào, cùng ghé Việt Nam để trở thành triệu phú. 1.000 đô la không thể chơi trong 1-2 ngày, phải mất 400-500 đêm để ở trong một khách sạn tốt. Theo tôi đánh giá, chi phí du lịch tại các thành phố lớn ở Việt Nam rất đắt đỏ. Việt Nam khá rẻ, tôi chụp ảnh này ở thành phố Hồ Chí Minh, mọi thứ ở đó khá rẻ và bạn sẽ phải sử dụng nó với giá 1.000 nhân dân tệ trong vài ngày. Hãy thức tỉnh và đừng bị dẫn dắt nữa. Tôi đã tin những lời đồn thổi và ôm mộng qua Việt Nam tận hưởng cảm giác trở thành triệu phú. Chỉ trong vòng vài tháng, tôi đã tiêu sạch khoản tiền tiết kiệm gần cả năm trời. Chi phí quá đắt đỏ và rào cản ngôn ngữ khá lớn. Có phải mức tiêu thụ ở Việt Nam cao quá? Tôi nghe người khác nói rằng 2.000 nhân dân tệ có thể sống ở Việt Nam trong vài tháng. Có phải là giả không? Nếu bạn không thể ở lại trong vài ngày, 2 hoặc 3 người sẽ dùng bữa. Và đơn giản nhất là khoảng 500 nhân dân tệ. Tại sao còn những người mơ mộng như Tiểu Mỹ nhỉ? Đáng lẽ ra cô nàng nên tìm hiểu những trải nghiệm trước đó của blogger khác chứ? Với 1.000 tệ, đừng hòng hùng hổ tuyên bố là triệu phú ở Việt Nam. Tôi đã từng ở vùng biên giới giáp với Việt Nam, nơi hầu hết các chủ cửa hàng có thể nói tiếng Trung Quốc và bạn không cần phải chuyển đổi đồng Việt Nam, về cơ bản có bao nhiêu là nghìn và sau đó nhân với 3 để biết là bao nhiêu nhân dân tệ. 200.000 có thể đổi lấy 60 nhân dân tệ và top 4 này là khoảng 9 nhân dân tệ ở Bắc Ninh. Nguyên nhân do lạm phát, vì vậy đồng nhân dân tệ không được phát hành 500 đến 1.000. Đừng nói như vậy, các chủ quán người Việt rất hào phóng. Khi chúng tôi du lịch tại đây với 12 nhân dân tệ, bạn sẽ nhận được 4-5 viên thịt. Phải thành thật nhìn nhận rằng mức sinh hoạt ở Việt Nam ngày càng tăng phi mã. 5 năm trước tôi tới Việt Nam có thể ăn uống vui chơi phủ về với 1.000 nhân dân tệ, nhưng hiện tại phải rất rẻ rẻn mới có thể trải nghiệm được với số tiền ít ỏi đó. Nhiều lời đồn thổi vô căn cứ làm dân ta bị dắt mũi quá nhiều,
Những blogger đã làm thử cách này nhàn nhản trên Douyin, ấy vậy mà nhiều người vẫn đâm đầu tin tưởng những điều vô căn cứ. Việt Nam thật sự phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Theo đó, mức sinh hoạt, ăn uống, du lịch tại nước này cũng đắt đỏ hơn trước. Tuy nhiên, so với mức giá du lịch tại các địa điểm nổi tiếng nội địa thì mức giá này vẫn có thể chấp nhận được. Nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam được mở cửa định kỳ một cách miễn phí. Bạn có thể theo dõi thông tin trên Internet về những địa điểm này và tận dụng trải nghiệm trong những kỳ du lịch tại đây. Nếu không muốn bỏ ra chi phí đắt đỏ thì bạn có thể trải nghiệm những địa điểm du lịch giá rẻ hơn như Nha Trang, Mũi Né chẳng hạn. Phong cách đẹp, thời tiết nắng ấm và dịch vụ chất lượng so với giá mà bạn phải bỏ ra. Nếu cảm thấy rào cản ngôn ngữ ở Việt Nam nhưng vẫn muốn đi du lịch thì hãy đi ở những vùng gần cửa khẩu. Đa phần người Việt đều biết giao tiếp tiếng Trung và bạn cũng chả phải nhức đầu suy nghĩ quy ước đổi tiền Trung, Việt. Bao người ôm mộng làm triệu phú ở Việt Nam đều vỡ mộng nhưng vẫn không thể cản được bao kẻ mơ mộng hay sao? Ha ha! Mỗi lần video xoay quanh chủ đề làm triệu phú ở Việt Nam được đăng tải trên Douyin đều thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Phải chăng đó là lý do mà nhiều blogger vẫn làm về chủ đề cũ rích này nhỉ? Đây chỉ là một số bình luận mà mình thu thập được dưới video của Tiểu Mỹ. Các bạn thấy đấy, cùng một quốc gia mà có người có thể ngộ ra và công nhận Việt Nam đã quá khác. Nhưng cũng có người lì lợm bảo thủ rằng những thông tin trên không hẳn là sự thật. Vẫn có thể mơ mộng đi theo những thông tin sai, quá sai trên mạng xã hội. Thiết nghĩ phải cho các thanh niên cứng đầu ấy có cơ hội được một lần ghé thăm và tự mình kiểm chứng mới có thể ngộ ra điều gì sai, điều gì đúng mọi người nhỉ? Như cô nàng Tiểu Mỹ lúc đầu vẫn hùng hổ rằng, với 1.000 tệ, mình đã trở thành triệu phú, thì chỉ mới sau vài tiếng trải nghiệm, nàng ta đã nhận ra rõ ràng rằng những thông tin lan truyền trên Internet xứ Trung đều là thông tin bịa đặt. Để công bằng mà nói, kể từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế thì tốc độ phát triển của Việt Nam cũng theo đà tăng lên đáng kể. Thậm chí nhiều quốc gia còn đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển vượt trội và có nhiều tiềm năng phát triển bậc nhất khu vực. Song hành với tốc độ phát triển nhanh chóng thì mức giá sinh hoạt của Việt Nam cũng bắt đầu tăng theo. Cho nên, nếu mơ mộng cầm 1.000 tệ tương ứng với gần 3,5 triệu tiền Việt mà muốn sống sung sướng như triệu phú thì đúng là một ảo tưởng quá lớn. Với 3,5 triệu ở những vùng quê, ngay cả chính người dân Việt ta cũng chật vật loay hoay để chắt bắp chi tiêu trong tháng, chứ đừng nói là ở cả đời mà vẫn phủ phê. Những điều vô lý đó mà cũng có thể tin được thì mình cũng tới chịu các bạn Trung Quốc rồi mọi người ạ. Còn các bạn thì sao ạ? Các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Bình luận ngay bây giờ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ Ads ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.